Rồi, xin chào các bạn, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ Co 68. Thì cũng như thường lệ mà thôi, thì tầm khoảng giữa tuần thì mình sẽ luôn cập nhật tin tức cho anh em, để mà anh em có thể biết được rằng là trong tuần đó chúng ta có những cái chuyển động như thế nào trên thị trường ha. Rồi, và mình sẽ không dài dòng nữa mà chúng ta hãy tiến ngay vào video ngày hôm nay mà thôi. Thì như anh em thấy trên màn hình của mình á, thì bây giờ là BTC thì nó vẫn đang giao dịch ở cái mức gọi là trên 20.000 đô một tí. Và cũng giống như tuần trước khi mà mình chia sẻ cho anh em đó, thì khi mà BTC mà nó đã rớt khỏi cái mức hỗ trợ mạnh của nó là tầm khoảng là 20.000 đô đó, thì anh em đã thấy chúng ta đã có một cái cuộc bán tháo cũng khá là nghiêm trọng, đó là về tầm khoảng 17.000. Thì tại sao mình nói cái mức này là cái mức nguy hiểm, thì chúng ta hãy xét lại về một tí quá khứ đó đi. Thì anh em có nhớ không, ở trong một cái video mà mình cũng đã chia sẻ cho anh em về cái tính chu kỳ của BTC đó, thì mặc dù nếu mà chúng ta xét theo một cái chu kỳ uptrend thì cứ theo là 4 năm một lần, đúng không? Rồi, chúng ta dừng lại đó một tí. Thì 4 năm một lần thì BTC khi mà đã tăng trưởng một cách rất là mạnh mẽ như vậy, thì ở từ cái đỉnh mà ở cái chu kỳ uptrend đó tạo ra đó, thì khi mà BTC rơi vào một cái chu kỳ downtrend đó, thì từ đỉnh nó chia khoảng là từ 6-7-8 lần như vậy đó. Thì nếu mà chúng ta ước tính vào cái thời điểm hiện tại, chúng ta xác định một cái đỉnh là 69.000, thì nếu chúng ta chia cái mức như vậy, thì mình cũng đã nói với anh em rằng là cái mức đáy của nó thì chúng ta cứ chia thôi, tính theo một cái phép toán thông thường, thì nó rơi vào tầm khoảng là từ 10.000 và thậm chí thấp hơn sẽ là 7-8.000, đúng không? Nhưng mà chúng ta đã có một cái cơ sở để mà chúng ta tích cực hơn rằng là mặc dù BTC rơi vào một cái chu kỳ downtrend, nhưng mà chưa bao giờ BTC để mà mình thiết lập một cái đáy mà nó lại phá thủng cái đỉnh uptrend trước cả. Và cái đỉnh uptrend trước của chúng ta là gì? Đó chính là vào năm 2017 nó rơi vào tầm khoảng 19-2.000 đô. Đó, thì đó là một cái lý do tích cực mà mình đã chia sẻ cho anh em, để mà chúng ta có thêm một cái quan điểm nó tích cực hơn trong một cái chu kỳ mà bây giờ hiện tại nó đang rơi vào suy thoái rồi đó. Thì mình cũng không có mong là BTC sẽ phá qua cái đỉnh trước đó là 20.000 đô vào tầm khoảng năm 2017 đâu. Nhưng mà thật rất tiếc cho anh em chúng ta vào cái thời điểm này, là tại vì là đây là lần đầu tiên BTC đã phá vỡ cái tính chu kỳ của mình rồi, khi mà đã phá cái đỉnh năm 2017 là 20.000, thì sau đó thì nó rơi xuống tầm khoảng 17.000 vào cuối tuần qua, và bây giờ nó đang hồi lên lại một tí nhẹ rồi. Thì mặc dù cái tín hiệu hồi này đó, thì anh em cũng thấy rằng là BTC cũng đã phản ứng khá là mạnh ở cái mức mà mình cho rằng đây là một cái mức cũng hỗ trợ nhẹ thôi. Tiếp theo đó chính là một cái mức gọi là một cái 15, 16, 17 nghìn đó. Đó, thì đó là những cái mức giá mà anh em cần lưu ý ha. Nhưng mà nếu mà xét theo cái tính nghiêm trọng của chu kỳ như mình vừa mới nói, là BTC đã lần đầu tiên phá vỡ cái tính chu kỳ của mình rồi, là phá qua cái đỉnh trước đó, thì chúng ta cũng hãy nên cẩn thận để mà tránh gặp những cái mà không đáng có, những cái sự cố giảm giá về sâu hơn của BTC trong thời gian tới ha. Thì xét riêng về các quan điểm cá nhân của mình, thì hiện tại thì đây chỉ là một cái cú hồi sau khi giảm giá mạnh mà thôi. Đó, tại vì không có trong một cái thị trường, bất kỳ thị trường nào cũng vậy anh em, không có cái gì là nó giảm giá hoài, và cũng không có gì mà nó tăng giá hoài được. Khi mà nó đã giảm một cách nhanh chóng như vậy rồi, thì nó phải có một cái đà hồi lên một tí ha. Rồi, vậy thì cái thông tin trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho anh em là gì? Đầu tiên là đó là về giá ha. Còn cái thứ hai đó thì chúng ta cần phải cực kỳ quan tâm đến, đó chính là về cái việc mà khi mà giá BTC nó đã đi một cách nó khủng khiếp như vậy, nhưng mà chúng ta cũng đã có rất nhiều cái đợt nạp BTC lên sàn, như anh em cũng thấy trong những ngày qua đó, khi mà chúng ta có Coinbase, chúng ta có Binance, chúng ta có những cái sàn khác, Gemini, chúng ta có Bitfinex, thì số lượng BTC được đẩy lên tất cả các sàn nó rất là nhiều, và nó giống những cái cột cao như thế này. Thì không biết là những cái người nhà đầu tư hoặc những cá voi họ đẩy lên để họ làm gì, có thể là để họ xả, có thể là để họ chuyển qua altcoin, và cũng có thể là để họ hù dọa những nhà đầu tư nhỏ lẻ, thì cái đó là mình không có biết. Nhưng mà nhìn chung quy lại thì chúng ta vẫn hãy xác định rằng là cái việc mà Bitcoin bây giờ nó đã giảm tới một cái mức như vậy rồi, mà lượng BTC được nạp lên sàn khá là nhiều, thì đây cũng là một cái lý do thứ hai mà chúng ta vẫn hãy nên thận trọng nha anh em. Đó, và một cái lý do mà mình cho rằng nó khủng khiếp hơn nữa, đó chính là về việc thợ đào. Cái vấn đề thợ đào này mình đã nhắc với anh em rất là nhiều lần rồi, mình nhắc từ hồi tháng 3, tháng 4, tháng 5, nói chung là tuần nào mình cũng để ý tới cái vấn đề thợ đào này hết. Thì bây giờ nó đã xảy ra rồi anh em. Thì bây giờ nó đã xảy ra rồi, và nó xảy ra như thế nào thì chúng ta hãy cùng nhau mổ xẻ cái vấn đề này ha. Đó, thì cái việc đầu tiên mình muốn chia sẻ đến cho anh em, thì đây là một cái dữ liệu của Glassnode. Thì Glassnode đó thì họ đã thống kê rằng là cái hash price đó, tức là một cái giá, tức là sao? Tức là trên mỗi công suất của họ, họ đào ra, họ chi tiêu bao nhiêu công suất đó, thì nó sẽ sản xuất ra bao nhiêu Bitcoin, trị giá bao nhiêu đô la Mỹ cho họ. Thì bây giờ cái hash price này anh em thấy nó không còn cao nữa, và nó cắm đầu như vậy. Nó cắm đầu ngay khi mà BTC bị thủng cái mức 20.000. Thì cái điều này nó cho ta thấy điều gì? Cái điều này nó cho ta thấy là cái việc mà thợ đào họ bỏ chi phí ra để mà họ khai thác Bitcoin, trên mỗi Bitcoin trên đô la đó, thì nó đã không còn đem lại cho họ bất kỳ một cái lợi nhuận nào cả. Và thậm chí đó, khi mà nó không đem lại lợi nhuận rồi, mà khi mà họ cầm họ bán ra đó,
thì họ còn bị lỗ nữa, tức là họ bị lỗ chi phí, rồi họ bị lỗ không những là chi phí điện nè, mà còn là chi phí máy móc, chi phí những cái nguyên vật liệu để mà họ khai thác ra mỗi đô la trên một bit đó. Rồi cái vấn đề thứ hai là cái điều này nó cũng đã khiến cho hash rate bị cấm đầu luôn, và đây là cái đợt cấm đầu mà mình cho rằng là nó khá là nghiêm trọng. Như anh em thấy trước đây, khi mà anh em nhìn vào cái biểu đồ này á, khi mà hash rate nó đã đi từ hồi tháng 7 năm 2021 nè, tức là hash rate chúng ta đã có một cái đợt cấm đầu cực kỳ nghiêm trọng ở cái giai đoạn này, là do là vì cái vấn đề về Trung Quốc ha anh em. Đó, Trung Quốc họ cấm cái thợ đào thì nó cấm đầu như vậy. Nhưng mà kể từ khi á mà chúng ta đạt được một cái độ phục hồi nhất định, thì anh em thấy trên biểu đồ này đó, kể từ tháng 7 đó, thì hash rate của Bitcoin đó nó đã liên tục tăng trưởng như vậy, và nó không có một cái đợt mà sụt giảm một cách nó đột ngột và nó mạnh như cái thời điểm này. Như anh em thấy ở cái điểm này nè, đúng không? Nó cấm một cái rụp luôn. Đó thì cái điều này chứng tỏ là rất nhiều thợ đào bây giờ họ đã cảm thấy là tình trạng hiện tại nó quá là tồi tệ rồi, họ cầm bit họ đi bán và họ không có đào nữa. Họ tắt máy đào của họ. Đó thì cái điều này nó đã khiến cho hash rate giảm, tại vì cái việc mà hash rate tăng á, nó chứng tỏ là cái việc mà nhiều thợ đào họ lao vào, họ đào Bitcoin để mà họ có thể, và cái điều đó nó làm tăng cái độ an toàn, cái độ bảo mật của Bitcoin. Tại vì anh em biết khi mà nhiều họ tranh nhau thì cái độ khó đào Bitcoin và cái tỷ lệ hash rate nó sẽ tăng lên, đúng không? Thì cái việc mà đào Bitcoin sẽ khó, và cái việc mà họ tranh nhau họ xác thực giao dịch như vậy trong mỗi một block của Bitcoin thì nó sẽ giúp cho mạng Bitcoin trở nên an toàn hơn, trở nên bảo mật hơn. Đó, để họ có thể nhận được cái phần thưởng là Bitcoin. Đó, nhưng mà hiện tại thì tất cả nó đều khá là tồi tệ, nên là bây giờ cũng có thể là một số bộ phận họ đã tắt rồi, họ đã tắt máy luôn, họ không có còn nữa, hoặc là họ bán Bitcoin xong, họ cầm những cái thiết bị khai thác của họ đó, họ cầm họ đi họ bán luôn, họ không còn tham gia thị trường nữa. Thì cái vấn đề này nó cũng biểu hiện cho chúng ta thấy là hash rate nó mới đâm đầu đến như vậy ha anh em. Rồi, và tiếp theo nữa là những cái chỉ số quan trọng như là về cái transfer volume của thợ đào khi mà họ đép lên, họ nạp lên các sàn giao dịch, tại vì các sàn giao dịch mới là cái nơi để họ bán. Đó, ví dụ như bây giờ thợ đào đó, giống như mình đi, ví dụ mình đang chia sẻ với anh em mình là thợ đào, thì bây giờ mình cảm thấy lỗ quá thì mình cầm máy móc của mình đi bán, rồi cái Bitcoin của mình đang giữ thì mình cũng không có còn cách nào khác mà mình phải nạp lên sàn mình bán, đúng không? Đó thì cái biểu đồ này nó cho chúng ta thấy cái điều đó, và đây là những cái bua đào lớn nhất trên thế giới anh em. Thì anh em thấy sau một cái khoảng thời gian khá là im ắng khi mà chúng ta kể từ tháng 11 nè tới thời điểm hiện tại là tháng 5, nhưng mà cho đến bây giờ thì anh em thấy nó đã bắt đầu nó tăng trưởng rất là mạnh rồi. Đó, tức là cái lượng BTC của họ, của thợ đào đó, họ đã nạp lên sàn để mà họ bán. Thì cái điều này là một cái điều nó khá là nguy hiểm. Tại vì sao? Tại vì anh em biết á, thợ đào thì bây giờ mình dùng cái từ ngữ nào cho nó hợp lý ta? Tức là thợ đào họ như là một cái tuyến phòng vệ cuối cùng của Bitcoin vậy anh em. Đó, tại vì á, anh em thấy á, cái gì á mà nó sụp đổ cực kỳ nhanh chóng thì cũng do thợ đào. Điển hình là gì? Điển hình là cái sự kiện mà anh em biết là khi mà Covid nó xảy ra đó, tầm khoảng tháng 3 năm 2020, thì thợ đào họ bán cực kỳ ghê. Và lúc đó chúng ta đã thấy một cái cú crash của Bitcoin đâu đó về tầm 3.000, đúng không? Rồi tiếp theo nữa là tháng 5 nè. Tháng 5 năm 2021, khi mà thợ đào họ bắt đầu họ bán Bitcoin và hoặc là họ tắt máy đào tạm thời của họ thôi. Thì anh em phải hiểu cái bức tranh hồi tháng 5 á, là không phải là đa số họ ồ ạt họ bán đâu, mà một số họ tắt để họ cầm cái máy đào của họ, họ đi ra khỏi Trung Quốc để mà họ hoạt động tiếp, chứ không phải là họ dừng nha. Mà nó đã gây ra một cái tình trạng khi mà Bitcoin của chúng ta từ 64.000 đô về còn bao nhiêu anh em? Về còn khoảng 29-30.000, đúng không? Đó là những cái tác động của thợ đào. Và nếu bây giờ cái bức tranh thợ đào họ tiếp tục như vậy nữa, và với cái mức giá của Bitcoin bây giờ đang di chuyển ở mức là 20.000 đô, thì anh em nghĩ ra được là cái hậu quả nó sẽ để lại ra sao không? Đó là cái vấn đề tiếp theo mà mình cần anh em phải lưu ý ha. Và tiếp theo nữa thì chúng ta đã có một cái biểu đồ khác, đó chính là về cái việc mà cái average cost of mining, tức là sao? Tức là cái giá trị trung bình khai thác cho mỗi Bitcoin, thì dường như là bây giờ nó đã đi ngang với giá cả Bitcoin thông thường rồi. Cái điều này á, nó là một cái bằng chứng thứ hai để mà chúng ta có thể củng cố lại cái quan điểm mình vừa chia sẻ rằng là sao? Rằng là bây giờ khai thác Bitcoin không còn lời nữa, thậm chí khai thác Bitcoin ra còn lỗ nữa. Đó, tại vì cộng chi phí lại thì anh khai thác ra một Bitcoin để anh cầm Bitcoin đó anh em đi bán để mà anh bù lại cái chi phí đó, và nếu nó dội hơn cái chi phí đó thì chứng tỏ là anh có lời. Nhưng bây giờ ngay cả cái việc mà cái chi phí của anh đó nó còn thấp hơn cái giá Bitcoin đang đi nữa, thì nó không còn trở thành một cái ngành kinh doanh để mà có thể cho những cái thợ đào họ tiếp tục họ hoạt động cái vấn đề này nữa. Thì anh em nghĩ rằng là có hai trường hợp, một là họ tắt máy họ bán đi, còn hai là bây giờ họ phải bắt buộc họ gồng đó. Nhưng mà bây giờ thì anh em thấy như mình vừa chia sẻ thì dường như là họ đang bán chứ không phải là họ gồng nữa. Và tại sao mình lại nói như vậy? Thì đầu tiên chúng ta hãy đến tới một cái thông tin tích cực đầu tiên ở đây á, trên màn hình của mình thì anh em thấy rằng là chúng ta có một cái công ty, đó là cái công ty Marathon ha. Thì anh em biết là trên đây, cái bảng mình đang chia sẻ đây là những cái công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán mà họ đang giữ trực tiếp Bitcoin.
Đó, thì cái công ty Marathon này đó, thì đây là một cái công ty mà khai thác về Bitcoin cũng khá là lớn và được niêm yết trên sàn chứng khoán luôn. Hai anh em, thì ở đây anh em thấy nè, Marathon đây, cái ông thứ tư này. Đó, thì về mặt tích cực đầu tiên thì chúng ta cũng đã thấy được rằng là Marathon trong tuần vừa rồi thì họ cũng đã công bố rằng là họ sẽ tiếp tục họ bổ sung thêm cái hoạt động khai thác của họ, họ tăng năng suất thêm để mà họ khai thác ra Bitcoin. Và họ nói với giới truyền thông, họ công bố luôn rằng là mặc dù bây giờ giá Bitcoin nó có đang lưỡng lự đó, nó có đang bị nhiều biến cố đó, nhưng mà công ty chúng tôi vẫn tiếp tục chiến lược là giữ Bitcoin chứ chúng tôi không có bán. Rồi, nhưng mà đó chỉ là một cái tin tích cực đầu tiên thôi anh em. Thì tiếp theo anh em sẽ thấy được rằng là sao? Rằng là tiếp theo thì chúng ta có gì? Tiếp theo thì chúng ta có những cái mà nó mình cho rằng là nó cực kỳ tồi tệ. Khi mà nhìn qua đây, anh em biết được rằng là chúng ta có Riot Blockchain, một cái công ty đào Bitcoin khác mà mình cũng chia sẻ ở hai video trước đó, là Riot Blockchain họ đã công bố vào đầu tháng 4 là họ đã bắt đầu bán Bitcoin rồi, và họ cũng đã thay đổi cái chiến lược của họ là bây giờ họ bán chứ họ không có còn giữ nữa. Và Riot Blockchain là công ty này đây anh em, đây rồi, một cái công ty đào khác ha. Và chúng ta đầu tuần này chúng ta cũng đã có thêm một cái ông lớn khác, đó chính là Bitfarm. Thì á, ông Bitfarm này á, ông còn dữ hơn cái ông Riot Blockchain nữa, là ông nói là bây giờ chúng tôi cũng đang là một công ty đào đó nhưng mà chúng tôi bán. Nhưng mà cái vấn đề của Bitfarm á, là họ công bố luôn là họ bán để họ trả nợ anh em. Tức là bây giờ họ đang nợ ai? Họ đang nợ cái ông này nè, họ đang nợ cái ông Galaxy Digital này nè. Đó, tức là họ đã vay của cái ông quỹ Galaxy Digital này để mà họ mua những cái máy đào để mà họ mở rộng cái hoạt động của họ. Nhưng mà bây giờ tại vì giá Bitcoin nó đâm quá nên bây giờ họ phải bán ra, là họ theo chân ai? Bitfarm này đã theo chân Riot rồi. Đó, nhưng mà cái vấn đề mà họ phải trả cái khoản vay nợ này thì anh em có biết được rằng là nó lại liên quan đến cái vấn đề mà đang rất là nhức nhối ở thị trường hiện tại là gì không? Đó chính là cái vấn đề mà mình vừa chia sẻ từ tuần trước luôn, đó chính là các nền tảng lending bây giờ là đổ sập hết. Từ cái vụ Celsius nè, rồi Three Arrow Capital nè, rồi Stack ETH với ETH đó anh em có thể lục lại cái video đó anh em xem. Đó, thì đây là một cái vấn đề khá là nguy hiểm. Đó thì Bitfarm nói là bây giờ họ phải bán, trong tháng 6 hình như là họ đã bán gần 3.000 bit đó để họ trả nợ cho cái ông này. Đó, và Bitfarm cũng nói luôn là mỗi ngày tiếp theo, là khi mà họ đưa ra cái công bố đó thì họ nói luôn là trong cái khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày mà họ sản xuất ra bao nhiêu Bitcoin là họ sẽ cầm tất cả những cái số Bitcoin đó họ bán đi hết. Đó, mà ở đây mình gọi theo một cái từ nó ngắn gọn hơn là sản lượng đó anh em. Tức là một ngày anh em sản xuất ra bao nhiêu bit, anh em cầm bit em đi bán ra hết. Thì Bitfarm đã thay đổi cái chiến lược đó rồi, và họ nói luôn là một ngày họ sẽ xả ra thị trường 14 bit nha anh em. Tức là một ngày á, họ sản xuất ra 14 bit là họ cầm 14 bit đó họ xả ra thị trường. Thì cái lý do mà tại sao Bitfarm đã thay đổi một cái chiến lược như vậy thì họ cũng công bố luôn với cộng đồng rằng là tại vì bây giờ công ty đang bị vướng nợ cái ông này. Đó, và dường như là cái thanh khoản của công ty là nó đã đạt tới cái mức độ nguy hiểm rồi anh em. Nên là họ phải thực hiện cái chiến lược bán như vậy để mà họ cân đối lại cái khoản nợ đối với Galaxy Digital. Và họ bổ sung thanh khoản cho công ty để mà giữ cho công ty có thể tiếp tục được hoạt động. Đó, thì đó là cái nguyên do mà Bitfarm nói rằng là mặc dù họ vẫn tin tưởng vào Bit đó, họ vẫn tin tưởng vào Bitcoin đó, nhưng mà bây giờ họ bán, một ngày tạo ra 14 Bit bán hết. Nhưng mà cái điều mà nguy hiểm ở đây mình nói với anh em là gì? Thứ nhất là có liên đới với lending, và mình không biết được rằng đó là những cái ông trong đây nè, những cái ông mà khai thác khác như là Riot Blockchain, như là H8, như là Marathon thì có đi vay của ai không nữa, thì cái điều đó mình không có biết được. Đó, nhưng mà hiện tại thì cái thông tin của mình chỉ đang ghi nhận như vậy thôi. Và anh em thấy rằng là cái vấn đề nó đang chồng chéo không? Là vừa là lend xong rồi vừa bán rồi lại vừa liên quan đến khai thác Bitcoin nữa. Nó khá là chồng chéo, và cái vấn đề là đây là những cái ông lớn ngành khai thác mà ông đã kích hoạt cái việc mà ông bán rồi, thì anh em nghĩ là những cái nhà khai thác nhỏ lẻ khác thì họ sẽ ra sao nữa? Tại vì thợ đào ở đây anh em phải hiểu được rằng cho mình là không phải là những cái công ty này không, tức là đây chỉ là những cái công ty khai thác lớn được niêm yết trên sàn chứng khoán thôi. Đó, và thợ đào là nó được phân bổ khắp thế giới luôn. Mình cũng có thể là một thợ đào cá nhân nè, rồi anh em cũng có thể là một thợ đào cá nhân, và còn nhiều cái thợ đào khác nữa. Đó, và đây là những cái ông lớn đại diện đó. Nói một cách ngắn gọn hơn là những cái ông lớn đại diện lớn trong ngành mà ông đã nói là bây giờ ông xả ông bán rồi, thì anh em nghĩ rằng là những cái người khác họ sẽ ra sao nè, đúng không? Và cái điều mà mình luôn nhắc cho anh em là rằng là sao, là tất cả những cái ông này nè, đó, tất cả những cái ông này thì đang chiếm tới là 20% cái hash rate của Bitcoin trên thế giới nha anh em, một cái con số khá là lớn. Và nếu mà mấy ông bắt đầu xả về người dần ra và đến một cái điểm uống nào đó mà mấy ông kích hoạt một cái làn sóng xả ra tiếp nữa, thì lúc đó mình nghĩ rằng là cái giá Bitcoin nó sẽ vẫn còn tiếp tục đâm so với hiện tại nữa nè, thậm chí còn nặng nề hơn. Đó, rồi, và cái điều này đó
thì nó lại cho chúng ta một cái dữ liệu rằng là gì? Nó cho chúng ta một cái dữ liệu là ngay khi mà giá Bitcoin vào khoảng cuối tuần qua đó anh em, khi mà giá Bitcoin mà nó đâm xuống tầm 20.000 đó, thì anh em biết được rằng đó là nó đã tạo ra một cái cú chấn động trong lịch sử luôn. Tại vì là trong lịch sử của Bitcoin đó, ở đây anh em thấy là mình đang dựa trên cái dữ liệu của Glassnode, thì trong cái lịch sử của Bitcoin đó thì ở đây là cái tỷ lệ thua lỗ của nhà đầu tư nha anh em. Đó thì trong những cái đợt trước, trong những cái đợt mà downtrend 2017 hoặc là trước đó nữa, hoặc là kéo dài 2018, 2019, 2020, thì các nhà đầu tư chưa bao giờ ghi nhận một cái mức lỗ nào lớn như mức lỗ hiện tại hết anh em. Đó, và ước tính theo cái tỷ lệ mà thua lỗ mà mình đang đối chiếu cho anh em ở trên cái dữ liệu của Glassnode đó, thì ngay khi mà Bitcoin nó đâm xuống cái mức này nè, 17.000 đô nè, 17.600 đô rồi ha, thì chúng ta đã có một cái mức thua lỗ khá là lớn ở đây. Đó chính là nó lên tới là 7,3 tỷ anh em, 7,3 tỷ. Và hình như cái đợt đâm đó mình nhớ không nhầm là nó chỉ tầm khoảng từ 2 tới 3 ngày thôi. Thì cái điều đó nó chứng minh là hơn 7,3 tỷ đã bị mất đi trong vòng chỉ khoảng 3 ngày thôi. Và đây là một cái mức thua lỗ nghiêm trọng nhất trong lịch sử mà các nhà đầu tư đang phải đối mặt với nó. Thì cũng đủ để cho anh em thấy rằng là cái bức tranh của chúng ta bây giờ nó nguy hiểm với cỡ nào đúng không? Rồi và kéo theo đó đó là cái tỷ lệ mà cái phần trăm nguồn cung Bitcoin đang có lợi nhuận thì nó vẫn chưa được 50% nữa. Tại sao mình luôn liên tục cập nhật cho anh em cái vấn đề này? Thì mình cũng đã giải thích trong một cái video trước đây rồi. Thì trong cái video trước đó mình nhớ không nhầm á, là cái lúc đó là mình đưa cho anh em một cái dữ liệu là cũng là cái nguồn cung phần trăm lợi nhuận này, thì lúc đó nó đang dao động ở cái mức gọi là hình như là ban đầu là như là 60%, sau đó là 55% đúng không? Sau đó là 50% và hiện tại bây giờ là nó là 49%. Đó, và lúc đó mình cũng đã đưa một cái biểu đồ khác của Glassnode, nó không phải là một cái biểu đồ này, nhưng mình cũng đã miêu tả rất rõ rằng là nếu xét theo một cái chu kỳ lịch sử đó anh em, mà những cái đợt downtrend trước đó, thì khi mà cái percent supply in profit này đó nó phải bắt buộc rớt xuống dưới cái ngưỡng gọi là 40 và 41% thì chúng ta mới có thể kích hoạt được cái mô hình để mà cho Bitcoin tạo đáy, để mà từ đó Bitcoin có thể thiết lập một cái chu kỳ tăng trưởng mới. Đó, nhưng mà hiện tại á, ngay tại 49% này mà giá Bitcoin đã là 20.000 đô rồi, thì chúng ta hãy hình dung một cái câu chuyện rằng là nếu mà chúng ta thiết lập một cái mô hình đó để cho cái percent supply and profit này nó xuống dưới tầm 40% nữa, tức là chúng ta bị đè nén thêm 10% nữa, thì giá của Bitcoin nó sẽ rớt về đâu đúng không anh em? Đó, thì cái điều đó thì mình cho rằng là mỗi người sẽ có câu trả lời cho riêng mình mà thôi. Và một cái tác nhân khác mà mình cho rằng là nó cũng cực kỳ quan trọng để mà nó xúc tác cho cái cú đâm của Bitcoin đó, tức là anh em biết là những cái quỹ ETF đó, mà ở đây là cái quỹ ETF lớn nhất của thế giới đó chính là cái quỹ Purpose ở bên Canada đó. Thì ở đây anh em thấy là đây là cái dữ liệu vào ngày 1 tháng 6 là cái quỹ ETF Purpose này đó là họ đã bổ sung khá nhiều Bitcoin và họ đã đang nắm giữ tới là 43,7 nghìn Bitcoin nha anh em. Đây là cái dữ liệu vào đầu tháng 6 ha. Và tiếp theo nữa thì chúng ta cũng đã có những cái dữ liệu khác như là đây, cái dữ liệu cũng vào đầu tháng 6 luôn, khi mà với một cái sự bổ sung của Purpose và một cái sự bổ sung của các tổ chức khác về ETF, về ETP, thì cái số lượng mà Bitcoin của họ mà nằm dưới cái sự quản lý của họ đó thì nó đã lên một cái đỉnh cao mới trong vòng năm 2022, nếu không muốn nói là cao nhất trong lịch sử luôn. Và nó đã cho chúng ta thấy rằng là vào đầu tháng 6 khi mà có những cái dữ liệu này đưa ra, đây họ nắm tới khoảng là cái dữ liệu mà tài sản quản lý Bitcoin của họ, họ nắm trên khoảng là 205.000 Bitcoin lận mà. Đó thì chúng ta đã hy vọng là tháng 6 của chúng ta nó sẽ tươi đẹp hơn một tí, đúng không? Nhưng mà cuối cùng đó, ngay khi mà Bitcoin mà anh em biết nó đâm về tầm khoảng dưới 20.000 vừa rồi, thì cái quỹ này nè, đó cái ông này nè, cái ông Purpose này nè, thì ổng mới phải xả ra là 24.545 BTC. Tức là sao? Tức là ổng đang nắm là 43,7 nghìn, đúng không? 43,7 nghìn vào đầu tháng 6, và bây giờ ổng xả ra 24.545, tức là ổng cắt một nửa BTC của ổng xả thị trường. Đó, tại vì sao? Tại vì là những cái vấn đề liên quan tới khách hàng, những cái vấn đề liên quan tới nhà đầu tư nhỏ lẻ, họ phải bán tháo liên tục như vậy, và Purpose họ phải bắt buộc, cái này là bắt buộc nha anh em, chứ không phải là cầm muốn xả là xả. Tức là họ phải bắt buộc họ cầm cái số BTC của họ quản lý đó, họ đẩy ra thị trường để mà họ cân đối lại cái quỹ tài sản và cái thanh khoản của họ thôi. Đó, nhưng mà anh em biết cái làn sóng, tức là cái xung kích nó quá là lớn để nó khiến cho Purpose phải cầm 24.545 BTC để mà xả ra thị trường như vậy. Thì đây là một cái việc rất là nặng, và dĩ nhiên khi mà họ xả một cái số lượng lớn như vậy thì nó sẽ tác động tới cái tính thanh khoản của thị trường, và nó sẽ càng khiến cho Bitcoin đâm xuống như vậy. Thì đây cũng là một cái lý do khá là nghiêm trọng mà mình cho rằng là nó cũng đã lý giải được cho chúng ta là tại sao Bitcoin nó lại đâm sâu đến như vậy được. Đó anh em. Rồi, và cái thông tin cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em, tức là nó lại liên quan đến cái vấn đề vào tuần trước đó anh em. Đó thì
cái cuộc chơi bây giờ thì anh em thấy tại sao chúng ta thấy được rằng là đã có một cái sự trùng hợp nhất định về cái sự sụp đổ của Terra Luna đúng không? Rồi sau đó chúng ta bắt đầu có một cái sự sụp đổ khác, một cái hiệu hiệu di chuyển khác của Celsius, của Stake, ETH, của ETH, của những cái nền tảng lending khác, thì ở đây á đang đổ lên một số cái tin đồn rằng là có lẽ bây giờ thị trường của chúng ta khi mà bước vào một cái chu kỳ downtrend rồi thì cá mập đang đi săn cá mập anh em. Đó. Thì anh em thấy đó, ở đây á nó đã có những, ở đây mình đang trình chiếu cho anh em là một cái bảng mà ở đây là những cái nền tảng lending đang phổ biến trên thị trường mà họ đang có những cái TVL khá là khủng anh em. Thì ở bên cái cạnh này nè, đó để mình bật luôn cho anh em. Ở bên cạnh này đó là những cái account, tức là những cái tài khoản họ đang, những cái ví mà họ đang sử dụng trên những cái nền tảng lending này để mà họ vay tiền. Họ vay có thể là vay bao nhiêu nó khác nhau, họ vay USDT, họ vay USDC, họ thế chấp bằng ETH, họ thế chấp bằng nhiều đồng khác nhau để mà họ vay theo những cái phương pháp khác nhau. Thì ở đây mình mở lên cho anh em xem thì anh em có thể thấy được rằng là đây là những cái địa chỉ ví này nè. Đó, những cái địa chỉ ví nó dài dằng dẳng như vậy. Và trong những cái địa chỉ ví này đó thì sẽ có những cái ông mà ổng vay những cái lệnh lớn, ổng vay những cái lệnh nhỏ cũng có, nói chung là lớn nhỏ đều có hết. Thì bây giờ thị trường họ đang, khi mà họ trải qua cái việc mà Terra Luna, họ trải tiếp theo là Celsius, rồi tiếp theo là một dãy luôn, thì đang có một cái thuyết mà cộng đồng đang đồn đoán khá là nhiều rằng là bây giờ những cái mà khi mà nó đã có những cái track này rồi đó, thì những cái ông lớn, những cái quỹ lớn họ bắt đầu họ vào đây để mà họ kiếm những cái thằng nào mà ok mày đang vay tiền lớn với cái số lượng lớn như vậy đúng không, thì tao sẽ kiếm để mà tao giết mày bằng cách nào, tao giết mày bằng cách là tao sẽ làm cho mày bị thanh lý. Và chỉ có một trường hợp thanh lý là khi giá của thị trường đâm thôi anh em, đâm dựa trên cái tài sản đó dựa trên cái tài sản mà họ thế chấp đó, khi mà nó giảm tới một cái ngưỡng nhất định thì họ sẽ bị thanh lý. Thì đây một những cái ví nó quá là rõ ràng như vậy rồi, nhưng em thấy ở trên Maker, ở trên Compound, Venus, Iron Bank đó, hay là Trader Joe, rất là nhiều cái như vậy thì họ cứ vào đây mà họ kiếm thôi đó. Thì thật ra thì cái đó chỉ là một cái thuyết mà mình cho rằng là nó cũng khá là hợp lý vào cái thời điểm này, khi mà chúng ta đã có rất nhiều những cái nền tảng đang sắp bên bờ vực phá sản và rơi vào khủng hoảng đó. Nhưng mà tại sao những cái lý do mà dẫn đến những cái việc mà phát hiện ra như vậy, như anh em thấy đó, nếu mà không có Alameda Research thì chúng ta sẽ không biết được rằng là chúng ta sẽ không biết được là Stake ETH có thể trượt giá với ETH như thế nào đúng không? Và nếu không có câu chuyện Stake ETH trượt giá với ETH như thế nào thì chúng ta cũng sẽ không có phát hiện ra được cái lỗ hổng của Celsius, chúng ta cũng không có phát hiện ra được cái lỗ hổng của Trierro Capital, chúng ta cũng sẽ không có phát hiện ra được những cái lỗ hổng của nhiều cái ông lending khác, nếu mà không có một cái pha xả nhẹ 50 triệu đô, tầm 50 triệu đô của Alameda Research. Mà nếu chúng ta đem lên bàn cân đó thì anh em có thể biết được rằng là Alameda Research nè cũng là một cá voi, chúng ta có thể biết được rằng là Celsius cũng là một cá voi, và Trierro Capital cũng là một cá voi, đúng không? Vậy thì ok, đây có thể là một cái thuyết mà mình cho rằng là nó cũng khá là hợp lý thôi, chứ còn về cái việc đúng sai thì mình cho rằng là tùy anh em nhận xét thôi, chứ mình chỉ là một người đứng ở giữa và phân tích những cái này và đem đến thông tin hữu ích nhất cho anh em thôi ha. Rồi, vậy thì mình nghĩ rằng là video đến này cũng khá là dài rồi, nên là mình cũng sẽ xin tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn anh em đã đồng hành cùng với mình trong thời gian qua, và đặc biệt cảm ơn hơn nữa những anh em đã ở lại và ủng hộ Coi68 cũng như là ủng hộ mình trong cái mùa downtrend này, để mà chúng ta có thể cùng nhau vượt qua và tiến tới một cái chu kỳ uptrend tiếp theo. Có thể là nó sẽ hơi lâu đấy, nhưng mà hy vọng đến cái thời điểm đó mình vẫn sẽ gặp anh em ở ngay tại đây. Chào tạm biệt anh em nha. Bye bye.